Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 28 tháng 4. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh. Huyện Tiên Lữ tặng hơn 20 tấn gạo cho hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm trước ngày dỡ bỏ lệnh cách ly y tế. Gặp gỡ ông Nguyễn Đức Thụy ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, người hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Công bố quyết định nghỉ công tác đến thời điểm chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng tân giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh và đề nghị trên cương vị công tác mới, hai đồng chí nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy khả năng, sở trường, xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trước mắt là bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo phối hợp với các cấp các ngành, lực lượng vũ trang tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cũng như của toàn dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Đăng Khoa thay mặt hai đồng chí được bổ nhiệm cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết nội bộ, đồng thời luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Chiều ngày 27 tháng 4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mục đích là nhằm phát hiện kịp thời hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và giải pháp của nhà nước về công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai 8 nội dung giám sát việc hỗ trợ. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020. Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia quy định, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Nhằm kịp thời hỗ trợ các gia đình nghèo giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Tiên Lữ vừa tổ chức trao hỗ trợ hơn 20,7 tấn gạo cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đợt này toàn huyện có 691 hộ nghèo ở 15 xã thị trấn được tặng gạo, mỗi hộ là 30 kg.
Để có nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, huyện cũng đã phối hợp vận động cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị ủng hộ tối thiểu một ngày lương, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ với khả năng cao nhất. Thời gian vận động ủng hộ từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2020. Với phương châm chống dịch như chống giặc, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh, các cấp hội cựu chiến binh của tỉnh cũng đã có những việc làm thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian cao điểm, đã có trên 2.000 cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia ở 1.120 tổ chốt kiểm dịch trong toàn tỉnh. Các hội viên cựu chiến binh đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền hướng dẫn và vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó, nhiều người dân đều tích cực hưởng ứng. Tính đến thời điểm này, hội cựu chiến binh của 10 huyện, thị, thành phố đã ủng hộ được trên 2,1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, hỗ trợ tỉnh và các địa phương trong phòng chống dịch. Đây là hành động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các hội viên cựu chiến binh nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Với mong muốn góp phần chung tay phòng chống dịch COVID-19 cùng cộng đồng đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh trong mùa dịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang cho học sinh, đồng thời tuyên truyền các em thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Khắc phục khó khăn về học tập thật tốt, những ngày qua, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị, thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát trên 55.000 tờ rơi, 70.000 chiếc khẩu trang, trên 15.000 lọ sát khuẩn, 10 máy đo thân nhiệt cho nhân dân tại các địa phương với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Hiện hội đang vận động các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, ủng hộ các nguồn lực vật lực và dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Sau 28 ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa cách ly y tế, chỉ còn ít giờ nữa, lệnh cách ly đối với thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, nơi có bệnh nhân số 219 dương tính với COVID-19 sẽ được dỡ bỏ. Trên tuyến đường dẫn vào thôn Chí Trung, trẻ em đạp xe vui đùa, người dân thôn Chí Trung cùng nhau dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm cho thấy không khí nơi đây đang tràn ngập niềm vui. Niềm vui lớn nhất ở đây đó là trong thời gian cách ly, toàn thôn không có ai bị nhiễm bệnh và mọi người cùng chờ đợi lệnh dỡ bỏ để trở lại cuộc sống bình thường. Đến thời điểm này là chỉ còn vài giờ nữa là chúng tôi đã được cuộc sống lại trở lại bình thường như những cái ngày khác. Chúng tôi rất là mong chờ cái điều này lâu rồi. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cái ban ngành lãnh đạo cấp trên đã luôn luôn quan tâm và đồng hành chúng tôi trong suốt cái thời gian dịch vừa qua. Tâm trạng lúc này thì bà con chúng tôi rất phấn khởi. Nói chung là từ khi khép nắng giờ thì đầu tiên thì bà con là cũng có cái hoang mang, nhưng sau đó là được những cái tuyên truyền của trên về thì bà con lại có cái dần dần là cũng bớt cái hoang mang đi và bình tĩnh. Nhà nào ở nhà đấy. Chúng tôi là rất là lo lắng sau khi làng có người mắc bệnh dịch COVID. Cho đến bây giờ là được 27 ngày. Chúng tôi đã hoàn thành việc cách ly trong cộng đồng. Và cái tâm trạng của bạn lúc này thế nào? Rất là phấn khởi. Hôm nay dọn vệ sinh sạch sẽ là để ăn mừng. Trong thời gian cách ly, bà con trong thôn Chí Trung đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Qua ghi nhận, trước thời điểm gỡ bỏ cách ly, các chốt kiểm soát đầu các con đường dẫn vào thôn Chí Trung vẫn thực hiện nghiêm việc kiểm soát và phun thuốc khử trùng như những ngày trước đó. Sau gần 28 ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa cách ly y tế, chỉ còn ít giờ nữa, thôn Chí Trung với gần 1.600 nhân khẩu sẽ chính thức hết thời hạn cách ly, được trở lại với cuộc sống bình thường. Dỡ bỏ cách ly là điều vui mừng, tuy nhiên trước nguy cơ dịch bệnh hiện vẫn còn những tiềm ẩn lây lan trong cộng đồng. Do đó, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trong việc đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng về giãn cách xã hội. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình, các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thưa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 9 suất quà với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tặng 10 suất quà với suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Anh Hùng Thụy là cái tên được người dân làng Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động đặt cho người đại úy đặc công nước huyền thoại Nguyễn Đức Thụy, người hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Giải phóng và Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Với ông Thụy, những ngày cùng đồng đội đánh giặc là những kỷ niệm hào hùng không bao giờ quên. Nhập ngũ năm 1967 và được tuyển chọn vào đơn vị đặc công của Bộ Tư lệnh Đặc công. Trong khoảng thời gian tham gia chiến đấu, ông đã trải qua trên 100 trận đánh lớn nhỏ, trong đó phải kể đến trận đánh Mậu Thân năm 1968. Ông được cử làm nhiệm vụ kết hợp với địa phương đánh giặc trong lòng địch. Năm 1970, kết hợp với dân quân du kích làm nhiệm vụ giải phóng đảo Long Sơn. Ký ức về trận chiến ác liệt diễn ra vào năm 1973, ông còn giữ vẹn nguyên bởi lúc đó là lúc ông rơi vào ranh giới giữa cái sống và cái chết. Chúng tôi nhìn rõ 4 chiếc tàu cặp vào nhau. Tôi mới lệnh xuất kích, thì đồng chí cả cát á, là ôm trái, điều khiển trái lội chìm để khi tàu nhiễu đi phải lặn xuống 4 mét và tàu lướt qua đầu. Rồi bắt đầu theo chân vịt của tàu cuốn vào, cứ làm như thế. Nhưng sau khi đi được khoảng độ vài 300 mét thì đồng chí cát bị chuột rút. Còn một mình tôi ôm cả trái thủ đổ và băng qua dòng nước chảy hơn 3 km, lao thẳng vào cụm tàu dưới hai khe tàu này. Tôi cho trái chìm xuống mặt nước, tôi mới dự toán là trái của tôi cấu trúc là kích phát nổ. Cho nên là toàn bộ 28.000 tấn này, nó sẽ nổ cùng với trái nổ 8 tạ thuốc nổ cực mạnh của đơn vị tôi cấu trúc. Buộc trái rồi, cho trái chìm rồi, điểm hỏa 1 tiếng đồng hồ, xong rút ra. Tôi ra được một cái số coi nghĩa là tương đối an toàn. Đến giờ nó nổ, tôi chỉ nghe chi chính dịch và đồng thời cũng được không biết gì nữa. Trước mỗi trận chiến, ông và đồng đội đều giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh. Trước khi được nhận nhiệm vụ chiến đấu ở đơn vị chúng tôi, thì muốn chia lửa với đơn vị bạn, thì xác định đặc công nước chỉ cần chuột rút cũng chết, nó không hoàn thành nhiệm vụ. Mà ra đi thì chúng tôi xác định được không hẹn giờ về, đánh tan trận thắng mới trở về gặp anh em. Với những chiến công lừng lẫy, Anh Hùng Thụy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Giải phóng năm 1973 và Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 1976. Anh Hùng Thụy thì luôn là phát huy bản chất của người lính anh bộ đội Cổ Hồ. Trong các hoạt động công tác ở địa phương thì đồng chí còn tích cực tham gia các cái hoạt động, tham gia vào công tác lãnh đạo trong giai đoạn đầu mới về. Đồng chí rất tích cực tuyên truyền cho các thế hệ, các cháu học sinh trong các nhà trường về truyền thống anh hùng, truyền thống bất khuất của quân đội và đất nước. Trở về cuộc sống đời thường, Anh Hùng Thụy vẫn tích cực tham gia công tác, thực hiện các phong trào của địa phương. Đến nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần lạc quan của người lính, lối sống giản dị mộc mạc của ông luôn được tôn trọng và đáng để thế hệ trẻ noi theo. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Mặc dù chưa vào vụ thu hoạch nhãn nhưng đến thời điểm này, nhãn của hợp tác xã Nhãn Lồng Tiên Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã được doanh nghiệp đặt hàng thu mua. Hợp tác xã Nhãn Tiên Châu có tổng số trên 17 hecta nhãn, tăng gần 3 hecta so với vụ nhãn năm 2019. Do áp dụng chăm sóc nhãn theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp với việc đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nên nhãn của hợp tác xã ngày càng được thị trường ưa chuộng, giá cả ổn định. Năm 2019, hợp tác xã xuất bán 30 tấn nhãn cho các đơn vị kinh doanh hoa quả tươi tại thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Ngãi. Vụ nhãn năm 2020 này dự kiến sản lượng thu được trên 200 tấn quả, chủ yếu là nhãn Hương Chi T2. Thời điểm này, mặc dù chưa đến vụ thu hoạch, song nhãn của hợp tác xã đã có đơn vị đặt hàng thu mua. Hợp tác xã Nhân Lồng Tiên Châu thành lập được mấy năm nay, thì cũng được một số các công ty đã ký hợp đồng. Thì năm nay thì cũng được cái là nó hơn cái là thêm một cái công ty MTTech tham quan và đã đặt hàng. Đặt chúng tôi là 30 tấn trước,
mắt. Đấy. Nên nếu mà hàng của chúng tôi mà đạt tiêu chuẩn nữa thì được nhiều hơn. Thực hiện san lấp mặt bằng dự án đất dịch vụ của xã Phụng Công, huyện Văn Giang đã lấp đi một phần kênh tiêu ngoài bãi, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thoát nước, gây khó khăn cho canh tác của người dân thị trấn Văn Giang, nhất là trong mùa mưa lũ. Đoạn kênh đã bị san lấp, nằm giữa ruộng canh tác của xã Phụng Công và thị trấn Văn Giang. Như vậy, toàn bộ khu đất bãi của địa phương này chỉ còn tiêu thoát bằng mương duy nhất giáp ranh với xã Liên Nghĩa, trong khi khoảng cách giữa hai đoạn kênh tiêu này là gần 3 km. Thôn Công Lộn 1 có trên 100 hectare đất canh tác ngoài bãi, đa phần được chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh, cây công trình. Nếu nước thoát chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cây, thậm chí còn làm chết cây, gây thiệt hại lớn cho người dân. Khi mỗi lần mưa là phải mưa xong 2-3 ngày sau nó mới là tiêu được. Diện tích của thôn là tập trung ngoài bãi vào khoảng 130 hectare. Khi mưa thì cái hệ thống tiêu này đã bị lấp rồi thì không thể tiêu được. Nên từ chỗ đó là ảnh hưởng toàn bộ ngập úng cây trồng trong một thời gian dài. Tôi cũng là đại diện cho cử tri của cái thôn Quận 1 kiến nghị với là cấp huyện, cấp tỉnh có cái giải pháp như thế nào để cho cái hệ thống tiêu được thông thoáng để phục vụ là vấn đề sản xuất, cho nâng cao cái đời sống của nhân dân. Thị trấn Văn Giang có khoảng 200 hectare canh tác nằm ở ngoài bãi. Những năm gần đây, cơ bản các diện tích này được chuyển đổi sang trồng hoa, cây cảnh và cây ăn quả. Thế nhưng từ năm 2019, mỗi khi có mưa to, toàn bộ nước được dồn vào đoạn kênh này. Trong khi đó, hệ thống mương nội đồng trong bãi thì nhỏ hẹp, ngoằn nghèo nên tiêu dẫn nước rất chậm. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với các cấp để sớm có những cái giải pháp cho địa phương có cái hệ thống tiêu thoát nước. Thì bây giờ thì cũng là những ngày đầu, những cái tháng đầu của bắt đầu vào mùa mưa bão rồi, thì cũng rất mong là cấp trên cũng quan tâm tạo điều kiện là sớm có những cái giải pháp giúp thị trấn chúng tôi. Thực tế trên cho thấy việc sớm có biện pháp xử lý hệ thống tiêu cho diện tích đất bãi là cần thiết, rất mong huyện Văn Giang và các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư. Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn năm 2020, ngành điện Hưng Yên đã tập trung hoàn thành các nội dung diễn tập tìm kiếm cứu nạn, xử lý nhanh sự cố điện trong mùa mưa bão, mùa nắng nóng. Đã có 9 trên 9 điện lực trực thuộc công ty điện lực Hưng Yên đã hoàn thành diễn tập 14 nội dung triển khai theo kịch bản giả định khi xảy ra sự cố về hạ tầng lưới điện và tai nạn điện đối với nhân viên và người dân trong mùa mưa bão và cao điểm nắng nóng năm nay. Kịch bản được xây dựng trên cơ sở thực tế đã diễn ra, đã được các điện lực triển khai với các nội dung phát hiện xử lý, báo cáo rút kinh nghiệm. Theo đó, với tình huống an toàn, an ninh mạng đặt ra với hai yêu cầu chính, gồm xử lý thông tin liên lạc trở lại nhanh nhất khi xảy ra sự cố, bảo mật tối ưu, chống thâm nhập bất hợp pháp nhằm điều khiển thiết bị đóng ngắt tự động bằng điều khiển xa. Xử lý khi đường dây cột điện trạm biến áp từ cấp 110 kV đến trạm biến áp trung gian xảy ra sự cố. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi. Đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa. Vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa. Tăng cường lưu thông không khí trong phòng. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế,
Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.